Đây là một bạn khách, bạn này bạn ở bên Long Biên, Hà Nội các bạn ạ. Thì bạn ấy có mua một cái combo nhà mình, đó là cái combo 2543 nhiều bông 110 này các bạn này. Đấy, là combo này này. Thì bạn ấy mua cái combo của nhà mình về xong ấy, thì bạn ấy có đánh giá shop mình là bô này kêu tiếng phè phè, không giống như trên video. Thì mình có gọi điện lại để mình hỗ trợ cho bạn ý cái cách lắp, bởi vì nếu mà tiếng phè phè là chắc chắn là cái cổ của bạn ấy là bị hở cổ rồi. Thì mình có gọi điện lại để mình tư vấn cho bạn ý, để hỗ trợ cho bạn ý cách lắp. Thì mình vừa nói cái câu là mình là Quick Lách, bên shop bô xe máy là bạn tắt máy ngang luôn. Đấy, bạn ấy không thèm nghe mình hướng dẫn cũng như là hỗ trợ bạn ý, bạn tắt máy ngang luôn. Xong thì là mình có nhắn tin cho bạn ý là để hỗ trợ cho bạn ấy mà bạn ấy đã tắt máy ngang, bạn cũng không thèm trả lời mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cái combo này nhá. Tại làm sao mà chúng ta lắp mà nó bị hở cổ và cách xử lý nó như thế nào. Thì các bạn lưu ý này, những anh em nào mà mua bô về ấy, là anh em lưu ý là các bạn sẽ phải cần có thêm cả cái này nhá. Nó sẽ tùy bạn, tùy tùy xe nhá. Có những xe mà cái dòng của bô ấy của các bạn nó bị xẹp rồi ấy, thì khi mà các bạn lắp vào ấy là nó sẽ không khít nữa, là nó sẽ bị hở cổ. Còn có những bạn mà cái dòng của bô nó chưa bị xẹp ấy thì các bạn không cần thêm dòng này vào. Nên là nó sẽ tùy xe mà phải lắp và sẽ có xe không phải lắp. Được chưa? Đấy, thì ví dụ như trong cái trường hợp của các bạn vừa rồi ấy, bạn ấy lắp mà bị cổ nó bị phè phè ấy, là bạn ấy quên bạn chưa lắp cái này. Được chưa? Đây là cái gioăng của bô bằng đồng, anh em lưu ý nhá. Đây là gioăng của bô bằng đồng, cái nhiệm vụ của con này nó là giúp cho cổ chúng ta nó không bị hở. Không bị hở cổ thì tiếng đẩy ra từ máy đẩy ra nó sẽ chuẩn, và nó không bị hở thì tiếng nó sẽ rất chuẩn nhá, nó không bị phè 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 giống như cái bạn mà đánh giá mình một sao đâu các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay mình quay để chia sẻ cho các bạn nhá. Những anh em nào mà mua bô bên mình về ấy mà bị dính cái trường hợp giống như các bạn vừa xong ấy, là các bạn nhớ phải thêm cái dòng của bô bằng đồng này nhé. Cái này có mấy nghìn thôi mà, 2-3 nghìn một cái này thôi, ra quán sửa xe bảo là anh ơi cho em thêm cái dòng của bô bằng đồng là ok nhá. Và nhân đây thì anh cũng gửi lời chia sẻ đến các bạn ở trên Long Biên nhá. Thực sự là bạn đã yêu quý mình, bạn mua hàng ủng hộ mình rất là cảm ơn. Tuy nhiên ấy thì bạn lưu ý này, không có một cái shop nào khi mà bán hàng cho anh em mà lại muốn anh em không lắp được cả. Cái gì nó cũng sẽ có cái lý do của nó. Trong cái việc mà bạn lắp bô bị hở cổ ấy là do bạn chưa thêm cái dòng của bô bằng đồng này vào nhá. Nên là mình đã gọi điện mình hỗ trợ cho bạn, nhưng mà bạn tắt máy ngang. Thực sự là anh cảm thấy rất là buồn về cái cách hành xử của em. Thật sự anh rất là buồn. Còn với anh thì anh bán bô trên cái thị trường này biết bao nhiêu cây bô rồi, và cái tên tuổi Quy Lách, bô xe máy Quy Lách cũng 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 rất là nhiều người biết đến, chứ không phải là chỉ riêng mình em. Đấy, anh bán bô cho rất là nhiều người, xỉ lẻ anh bán rất nhiều. Nhưng thực sự hôm nay anh gặp một cái trường hợp như em, anh cảm thấy rất là buồn. Được chưa? Và qua đây ấy, thì mình cũng chia sẻ với các anh em cái cách lắp như vậy. Thì bạn nào mà ví dụ có mua bô bên nhà mình mà bị hở cổ thì anh em lưu ý nhá, nhớ là phải thêm cái này nhá. Nhưng mà cái này là tùy xe có và tùy xe phải lắp và tùy xe không phải lắp. Ok chưa các bạn? Và cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và ủng hộ cái bô xe máy của Cửu Lách. Mình hy vọng rằng là sau clip này của mình ấy, sẽ không ai đánh giá xấu 1-2 sao cho shop mình cũng như trong tất cả các shop khác nữa. Được chưa? Chỉ vì là các bạn không biết cách lắp nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.